vừa đi bán thận của Mai Đại Ca được từng này tiền đấy. Bán thận cho chia đôi. Chơi giàu thấy à? Thấy à? Ở đây. Ấy, con xe điện mình thích cái kia. Đúng rồi. Đấy, nó đấy. Con này Mai Đại Ca đi mua đấy. À, chào tất cả mọi người kênh Trai Lào Cai nhá. À, hôm nay rất là vui được Trai Lào Cai với tất cả mọi người dẫn đi sang Trung Quốc ăn đậu hũ thối. Hàng hóa bên Trung Quốc xem có khác bên Việt Nam cũng như mọi người nhé. Chào mọi người nhá, chào mọi người xem hai cái xe cute lắm. Cái này có thể mọi người có thể nhìn thấy nhiều ở trên mạng rồi. Đó, mọi người đứng xa ra. Các bạn quay xa ra cho mọi người xem. Cute. Cái này đâu đó Việt Nam đang bán là trên dưới 70-80 triệu một người. Phía sau này có một chiếc cute này. Bé bé nhỏ nhỏ thôi. Bản dương rất là cute luôn. Cái này mà mua cho con gái thì rất là hợp luôn. Đấy. Action bán bây giờ. Của mình xuất phí đó. Siêu to cũng nổ luôn này. Nổ. Âm thanh có âm thanh ấy không như kiểu cái pháo ông Thọ. Bé bé nó tác động âm thanh nó nổ như kiểu nổ mình luôn. Không, nó nổ bùng bùng bùng. Ồ, cái giọng này. Hẹn mọi người nhìn quả này vào buổi chiều tối. Tối này nhá. Cái này hôm nọ mình có đốt rồi đấy, cột này được hơn 20 mét mọi người. Hơn 20 mét thì cột này. Cột này to hơn rồi anh nhỉ? Một cột. Ví dụ như một cột này thì là bao nhiêu tiền đấy? Cột này được trước anh, để anh hỏi xem. Tôi chào lắm. Ít bả. 120 tệ. Đó, 100 tệ là 300 rưỡi. 20 tệ 70.000 là 120 mét. Quả to này quả to này thì nổ thì nó bự hơn. Tốt thì thôi rồi. Đây còn nghịch thế này anh em, người ta mê mấy cái bắn chơi cho đẹp này. Pháo hoa. Còn đây là pháo hoa. Đây. Dàn 80 quả đây. Đây là như là tối nay mình sẽ anh tối nay mình sẽ cái này mà mang về Việt Nam à? mang về Việt Nam mang về được mà, mang về thoải mái nhưng mà có chịu ở ăn cơm nhà nước không thì mang về thoải mái nhưng mà đùa đấy nha mọi người nha, cái này là nghiêm cấm và không khuyến khích mọi người buôn bán tàng trữ nhé mọi người nhé. Cái này chỉ có thể trải nghiệm và người mua đốt ở bên này thôi, và khu vực ở bên này thì là có khu vực đốt riêng nhá, cũng bên trong này cũng không đốt, thích đâu đốt được, thích là đốt được đâu, cái này phải có khu vực để đốt riêng mới có thể chơi. Đây, tối nay mình sẽ trải nghiệm xem, đây, giờ 80 quả. Đốt luôn đấy chứ. 80 quả chưa đốt luôn. À, tôi xào tất cả. Ơ vải chưa? Ơ vải là 200. 240 tệ. Lấy cho 1.000 hộp. 240. 240 tệ là 700.000 40 tệ. 800.000 hoặc 800.000. 900.000. 40 tệ. 40 tệ hơn 100 nữa. 700 800. Gần 900.000 mọi người ạ. Nặng lắm, cái này mà mang về. Cái này nó bắn được cái này mấy chục mét một phát là đi kỹ luôn. Phải 30-40 mét sao? Cái này nặng cực mà nó bắn lên trời. Cao mà. Cái này thì mình cần phải quen cái không gian rộng và an toàn đầy đủ, bởi vì bên này họ chỉ cho người dân Trung Quốc đốt đấy hồi Tết đấy. Đó thì tối nay mình sẽ cho mọi người trải nghiệm cái dàn 80 quả này xem. Chắc đây là to nhất ở đây rồi. Không, có dàn 100 cơ, có những cái dàn mà có dàn 200 luôn đấy. Có cái dàn mà nó như là hey, anh ơi, kinh điển đấy. Bên này nó báo như kiểu là hộp trẻ ấy. À đây phá 7 quả thôi. Cái này không hay được, cái này đốt nó phải đây. Chiều có pháp chứng trải nghiệm. Đây có phải cái quả chiêu. Ờ đúng rồi, đây là 3 mét. Giơ tay đấy. Chiều mình mua quả này. Thôi đừng đứng ở đây. Có kỷ thiên. Lại muốn đốt luôn. Cái chạy cái gì mà. Cười cái nếu mà chấp biên cười quán chứ không ạ? 可以玩，主要出去去那边大桥那边，哦，那边那个大桥那边，哦，这边大桥那边发，要去那边当那个大桥那边发，卷不卷？2公里。哇哦。
Em thử bác sơn đi. Bác sơn ở quận Bình Thạnh. Hiện tại trên trên thì ở bên bên Bình Hoa. Ở đây là ở trung tâm chính, vì trung tâm chính ở Hồ Giang của chúng ta chúng ta đi qua bên kia. 大概就是两公里打打个打出租车就是十块钱，白天现在白天是十块钱，到晚上他们要是十块。那那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 那
cấm rồi. Và đốt là có khung giờ để đốt, cho nên là tối nay anh em sẽ khai đào. Pháo. Tức là nói là mình lại tôi mới đến cái giá, không là người khác tôi sẽ bán 260 hoặc là 300 thôi một cái. Vì tôi cũng không phải là lần đầu tiên đây, nhiều năm đã biết rồi. Tôi nên cái giá này tôi sẽ bán 250 và 7 cho bạn. Tôi sẽ bán được cho bạn. Tôi đã đặt trước. Tức là tôi đã đặt trước của bạn. Cái này mình nói với anh ấy, nếu mà mua nhiều anh ấy cho anh ấy mất một tí thì anh sẽ mua hai cái này. Mình sẽ mua hai cái này với cả hai cái này nữa để cho mọi người xem. Cái này nổ sướng cực, với cả mua cái này mua một cái. Thì tối nay để đợi trời tối thì mình đốt, mình sẽ cho lại đây mình mua rồi mình mang đi. Bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đi siêu thị và đi ăn đó. Bởi vì nếu mà bên ôm ấy đi vừa nặng và rất là không cần nữa. Cho nên là tối mình sẽ cho lại mình mua và mang đi đốt, cách đây khoảng 2 cây. Chào mọi người nhá, đây là pháo ném của Trung Quốc, quả bé bé mà nó lợi hại lắm mọi người ạ. Đây này, cái này có họ pha cả trống nữa, cái này là cái trống này là không phải chống ẩm mà nó có tác dụng là chống sốc. Cái này này mà một phần cũng là chống ẩm. Quả bé bé tí mọi người ạ. Nổ đấy. Nhầm đâu rồi. Là ngay phía sau mình là Bách Hóa Đại Lầu hay còn gọi là siêu thị Lòng Đất, thì bây giờ mình sẽ cùng anh em Bách Hóa Đại Lầu đi xuống dưới này để xem có bán những cái mà anh có nhé. 2, 3, bắt đầu. Ok, đây là siêu thị Lòng Đất ở đây rồi. Đó, bây giờ vào. Nhưng bọn này nó cắn gà đấy đó. Nó liên miếng cái mất ngón tay. Nuốt luôn cái chai. Thì nó mỗi anh em làm một chai. Làm các loại luôn anh này. Ăn chai chưa say. Ai? Được chưa anh? Ai uống xong trước nghỉ trước. Mở mà khó quá các bạn ạ. 13 độ chứ cứ nếu mà 5 độ hay 10 độ mở. Mở người yêu mở dễ phát được luôn. Toàn thanh niên gọi là mở hàng người yêu dễ mà mở rượu thì khó lắm. 53 độ phải mở từ từ không sai. Người yêu bao nhiêu độ? Người yêu bao nhiêu độ? À. 37 độ rồi. Ui người yêu đã. Như gái 18. Người thôi thơm lắm. Người em thơm cực. Thơm ngủ chưa nào? Mùi giấm. Chưa giấm. Để anh test. Đâu để cho anh mau ca test nha. Lên này. Tí nhá. Nó có mã quét thế này. Mạnh dạn lên anh ơi. Cầm cái này ra mình quét nó luôn. Nó thơm, nó phải là thơm chua kiểu mùi giấm. Anh đây này để đi vào mặt ảnh em quay thì được. Từ từ. Khui ra phải thử trước. Người nha.
Giáo sĩ rượu bên Trung Quốc luôn đấy. Ủa, cháy luôn, cháy luôn. Trời ơi, em nhớ. Em miếng. Em miếng. Đấy, có tí bố của mạnh mẽ hết một năm đây không say đâu. Ủa, nó giật người luôn. Vào đến đây biết luôn nhé, mà nó thơm, nó khạc lửa rồi. Nó kiểu khạc lửa. Em khạc, anh khạc. Cái này mà kiểu trong con lửa đây là nó khô lửa đấy. Thơm nhở. Rồi anh Long thử luôn đi. Đây, để không, nó nâu lắm. Nó nồng nhở. Không nồng đâu, uống cả... Chút xua giống như kiểu mùi mơ ấy nhỉ? 53 độ ấy mọi người ạ. Cả một năm là đừng có nhấp nhấp. 53 độ đấy. Bùi chơi ra 53 đã tới. Ôi, anh đừng có uống được nhiều thế đâu. Anh nhấp một tí một thôi. Cả luôn đi mới ngon. Đi. Thơm nhở? Không trả lời được gì luôn. Không nói được gì luôn. Mùi kiểu mùi mơ. Nặng nhở? Ngon nào, cháy không? Cháy chưa? Anh Long thử luôn. Cháy ra đến đây chưa? Ngon chưa? Chảy đến đâu thì biết đến đây để anh quay về thử miếng nha. Đấy, bây giờ máu sỏi. Đấy, bây giờ sẽ xin anh Mau Ca một miếng xem là rượu năm. Cắn một miếng, cắn một miếng rượu, cắn miếng rượu. Cho đầy đi, cho đầy cho thoải mái. Anh em vật rượu thế nhỉ? Ôi, phải uống chừng đây nó mới. Hết nhá. Xem này ngon này, có người rượu bất khả ép đấy. Rượu bất khả ép. Anh đi đâu ép? Chung là. Ui. Em bất khả từ, không thể từ được. Mặt mà thế nào ấy? Vị thế nào ấy? Vị thế nào? Thơm ơi. Gì? Cả 20.000 cá. Đây có cả nước này để uống luôn. Chè nước đen này. Để cháo ạ. À, chè chứ. Cái này là cháo. Mua đi, mua anh em có thử. Cái này là bánh người ta rắc vô giúp cá hồi. Cháo bát bảo đấy. Ba bảo châu. Mọi người có phải không cá mập con này mọi người này. Đây là khu vực cá cảnh. Ô con cá mà ở cái ghê này. Con này là con gì là ngoa ngoa nhỉ? Đó. Con này mọi người ra cũng ăn đấy. Con ngoa 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 ngoe đấy. Con rất là hay này mọi người này. Đây, soi vào đây xem nào. Đây giống như kiểu cái con lươn điện. Phải lươn điện không? Không, không phải. Lươn điện. Chưa xem mấy ông Trung Quốc review thịt con này à? Em thấy con bé cái bê ấy. Cái con mà hay review đồ ăn ở Trung Quốc mà vừa rồi. Con này thì nó lạ. Con bê con này con đừng có nó khẳng. Ghê nhỉ? Con này anh bỏ. Ghê nhỉ? Nhìn ghê nhỉ? Đây, bên này thì... Đây là con cá gì? Nói chung là ở Sapa thì mình hay ăn rồi. Cá bò. Đây là cá quất đốt đúng không? Quất đốt hoặc là bò đốt. Cá này cá quất đốt để cái này gai gạnh này. Cái này cái chút tuổi thôi. Hay lấu canh chua. Cái canh chua. Đây là cá rô này. Ớt chỉ thiên Trung Quốc. Ớt chỉ thiên Việt Nam này gọi là ớt rắn rồi. Còn đây là con ớt này nó chỉ lên từ hàng tới rồi. Bên này con ớt của Trung Quốc. Quả ớt này chứ còn ăn nhai ăn nhỏ làm gì bằng Việt Nam được. Kinh khủng. Việt Nam con chuột rồng to là hớt rau má to bằng cá sấu. Cái đệm này họ cũng là chứng minh nhận giữ ẩm cái này nhỉ. Đặt lên đây. Na cha. Người này của gì anh? Củ sen. Cái này phải đào sâu tới vùng mới lấy được. Đúng rồi. Củ này em ăn rồi, nó tròn tròn. Đời mình chưa bao giờ nhìn thấy củ sen to này. Ở bên anh ấy. Anh nào củ sen không? Bằng đầy. Bằng đầy còn nhỏ hơn ấy. Củ sen nó to này cơ mà. Đây nó to, chả bá bằng đầy. Bên mình bằng đầy. Cái này họ dùng thuốc các thứ ấy. Sau đó với cả cái giống của họ. Làm. Cái gì ạ?